Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Thường trực Ban Bí thư đã có điện gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, các tỉnh ủy, thành ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương về tăng cường công tác phòng chống COVID-19. Theo đó, để chủ động phòng chống dịch bệnh hiệu quả trong thời điểm hết sức quan trọng này, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng và đón Tết nguyên đáng tân sửu an toàn, thường trực Ban Bí Thư yêu cầu. Các cấp ủy, tổ chức đảng, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Ban Bí Thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế, ban cán sự đảng chính phủ ban thường vụ các tỉnh ủy thành ủy tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát đường biên giới đường bộ đường thủy quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tại cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại nơi lưu trú theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng hạn chế tổ chức các sự kiện đông người Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, người đứng đầu cấp ủy Đảng trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch tại địa phương, chịu trách nhiệm trước bộ chính trị ban bí thư về các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn. Để triển khai thực hiện chỉ đạo này, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng đã có văn bản chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của thành phố về phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương.